Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện thuộc cẩm nhân gia của tác giả Trang Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 136. Đêm đó gió thét gào, Dương Tĩnh Uyên cùng Thịnh Phong Trạch cùng cưỡi ngựa tiến về Ích Châu thành. Thịnh Phong Trạch cưỡi ngựa rất giỏi, Dương Tĩnh Uyên nếu không chú ý, hầu như không nhận ra có thêm người phía sau. Nếu Thịnh Phong Trạch lừa mình, thì trên đường đi này là cơ hội tốt nhất để hắn ra tay. Dương Tĩnh Uyên nhìn như thả lòng, nhưng thần kinh đã căng thẳng, để ngựa trắng tự chạy như điên, mắt nhắm hờ. Sư phụ thường nói, đường lớn tự nhiên, khi học nghệ trên núi, hắn thường cùng sư phụ tĩnh tỏa ngộ đào. Trong sự tĩnh lặng, tiếng nước từ khe đá như rơi vào tâm hồ. Giờ phút này, Dương Tĩnh Uyên trên lưng ngựa, tiến vào trạng thái tĩnh tâm sâu sắc thịnh phong trạch nhìn chằm chằm vào lưng dương tĩnh uyên ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo dao găm trong giày sớm đã thu vào tay áo ngồi trước dương tĩnh uyên hắn dường như không phòng bị tựa hồ có thể bất cứ lúc nào tung ra một đòn chí mạng chỉ cần giết dương tĩnh uyên ngay bây giờ dùng quý thị uy hiếp không ai sẽ biết hắn từng ngấp nghé bí kỹ của ích châu cẩm nghiệp hắn chưa từng chủ quan sắp đặt mọi thứ cho rằng hoán hoa phường nhuộm nhỏ bé nằm trong lòng bàn tay ngồi trước dương tĩnh uyên hắn mẹ cả chặn ngang một cước giúp quý gia thoát khỏi khó khăn nếu không vì nam chiếu hắn đã không trở về ích châu có lẽ đã bỏ qua cho họ nhưng hắn đã tới nếu hắn đẻ nén tính tình không giả trang thành dương tĩnh uyên đi gặp nàng có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ đến vậy nhưng hắn đã đi hắn nhìn dương tĩnh uyên kéo nàng cười chạy về phía hồ nhìn nàng ngước lên đèn khổng minh, cười tươi như hoa, váy áo tung bay. Cảnh tượng đẹp như tranh, hắn chưa kịp hiểu rõ, đã đeo mặt nạ quỷ, tiến tới bên nàng. Nguyên tiêu đẹp như vậy, thành phố đẹp như vậy, hắn chỉ muốn đứng bên nàng, ngắm nhìn lần cuối cùng. Hắn cười mình dối trá, gió đêm quá lạnh, lòng thịnh phong trạch dần trở nên tê liệt. Đạo gia luyện khí, khí chàng là một thứ rất huyền diệu không thể mô tả nhưng có thể cảm nhận như một người phát ra thiện ý một sát thủ phát ra sát khí dương tĩnh uyên theo bản năng cảm nhận được trong sự im lặng của thịnh phong trạch lộ ra một tia địch ý thịnh phong trạch run lên ống tay áo dao găm trượt vào lòng bàn tay theo nhịp lắc lư của ngựa chỉ cần nhẹ nhàng đẩy tới có thể đâm vào hông dương tĩnh uyên lúc này dương tĩnh uyên đột nhiên quay đầu hỏi vương gia thân phận cao quý dung mạo xuất chúng sao lại thích một tiểu nữ tử bình thường của đại đường dao găm lập tức trượt vào ống tay áo khi dương tĩnh uyên quay đầu thịnh phong trạch mỉm cười nhìn hắn nói với tài năng và gia thế của ngươi sao lại chỉ yêu một mình quý anh anh nàng tất nhiên không giống người thường dương tĩnh uyên cười quay đầu lại ánh mắt vô tình lướt qua tay thịnh phong trạch vì vậy dương tĩnh uyên không gặp được quý anh anh mới tin tưởng mình nhớ đến võ công cao siêu của dương tĩnh uyên thịnh phong trạch không dám mạo hiểm nữa hắn khẽ thở dài bản vương cũng thấy nàng không giống người thường lúc mới gặp nghĩ có thể cưới một tiểu nữ tử gia thế bình thường làm mẹ cả yên tâm nhưng khi tiếp xúc bị nàng chọc giận gần chết lòng kiêu ngạo muốn chứng minh trước mặt nàng dương tĩnh uyên không dám nghĩ sâu thêm thịnh phong trạch giải thích có vẻ hợp lý nhưng hắn không tin hắn muốn gặp quý anh anh thật tốt không thể lúc này bày ra mọi nghi ngờ của mình vương gia giấu rất kỹ ta và tang thập tứ bàn đến cũng không dám chắc vương gia có phải là người mang mặt nạ quỷ kia không thịnh phong Trạch nhướng mày đoán không sai dương tĩnh uyên và đám thiếu niên kia bàn về mình trong ngõ hẻm thấy đám kia chặn đường gây chuyện hắn nghĩ ngay chắc chắn dương tĩnh uyên đã nghe thấy giọng mình mà nghi ngờ rõ ràng dương tĩnh uyên nhắc nhở hắn rằng đã có phòng bị. Nếu động thủ với hắn, lập tức sẽ có người nghi ngờ. Thịnh Phong Trạch đột nhiên nhận ra, Dương Tĩnh Nguyên bị mình bức bách trong hồ cũng không đơn giản như hắn nghĩ. Hắn nhớ lần trước khi rời đi trong trời tuyết, hẹn hò với nhị lão gia Dương gia trong đình. Thịnh Phong Trạch tự diễu, lúc đó nhất thời tức giận sắp đặt, không ngờ lại trở thành con bài hữu dụng nhất. Ta cũng không định giấu ngươi, ngươi đã phá hỏng kế hoạch huynh trưởng ta sẽ biết ta đi gặp nàng. Đáng tiếc, ta không biết huynh trưởng đã trà trộn vào nhóm thân tín của ta. Lại là một lời giải thích vô cùng hợp lý. Dương tĩnh Nguyên cảm nhận khí lạnh phía sau, biết thịnh phong trạch sẽ không dễ dàng ra tay với mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ lỗ thủng trên tường thành đơn giản vào thành, thịnh phong trạch nhìn quanh, ghi nhớ vị trí này. Trở về dịch quán, xích hổ ra đón. Thịnh phong trạch nghiêm mặt hỏi a ninh đâu xích hồ cung kính đáp nàng dẫn nữ tử trở về an trí ở xương phòng nhân quỳ gối ngoài cửa chờ chủ tử thịnh phong trạch từ từ bước vào thấy thiếu nữ quỳ trên hành lang vẫn mặc y phục dạ hành chưa thay dương tĩnh uyên nhìn một cái liền nhận ra nàng thịnh phong trạch đến trước mặt a ninh nhìn xuống nàng nói giải cổ độc cho quý anh anh bản vương sẽ tha mạng ngươi đưa ngươi về bên cạnh quốc chủ Tà chủ tử khai ân. Hắn muốn đưa mình đi, hắn không cần nàng nữa. A Ninh run rẩy, mắt đầy nước mắt, để không ôm chân hắn cầu xin. Nàng nắm chặt tay thành quả đấm. Thịnh Phong trạch nhẹ nhàng nói: đều vì chủ của mình. Ngươi nghe lệnh quốc chủ, bản vương không trách ngươi. Chuyện này không liên quan đến quý anh anh, bản vương sẽ viết thư giải thích với quốc chủ. Đây là ý gì? A Ninh lén liếc nhìn Dương Tĩnh Uyên, lau nước mắt, khẽ đáp. Dương Tịnh Uyên nghe hai người đối thoại, không nói lời nào. Trong lòng lại sinh ra nghi hoặc mới. A Ninh chỉ rời đi trước nửa canh giờ. Hắn cưỡi ngựa lật tường thành vào thành. A Ninh dù có võ công, mang theo quý anh anh hôn mê đi nhanh như vậy sao? Ngay cả thịnh phong trạch cũng không biết lỗ thủng ở tường thành phía tây. A Ninh làm sao vào được thành? A Ninh, mau đi giải cổ độc. A Ninh đứng lên, dẫn thịnh phong trạch và dương tĩnh uyên vào xương phòng trong viện quý anh anh vẫn ngủ say, mặt ửng hồng như hoa đào, như đang chìm trong giấc mộng đẹp. Dương Tĩnh Nguyên cúi đầu nhìn nàng, hỏi A Ninh. Làm sao để giải hoa đào cổ độc? A Ninh nhỏ giọng nói. Chỉ cần đuổi cổ trùng ra là được, Dương Lang Quân nếu không yên tâm, có thể ở bên cạnh xem. Sư phụ từng nói, Nam Chiếu có dị tộc chuyên dùng cổ độc, tự ý trừ độc trùng. Loại bí thuật này Dương Tĩnh Nguyên chưa từng thấy, liền thản nhiên nói. Được, ta sẽ ở đây đợi. Diễn hay là thật?" Thịnh Phong trạch nghiêm mặt nói với A Ninh. "Nếu ngươi dám giả vờ, dù ngươi có là người của quốc chủ, bản vương cũng sẽ giết ngươi." Chương 137. Lời nói nửa thật nửa giả làm cho sắc mặt của A Ninh tái nhợt như tờ giấy. Chủ tử nói như vậy có mục đích khác, nhưng nàng biết rằng dù không nói, nàng vẫn là người của quốc chủ. Nàng đã đả thương quý anh anh hắn thực sự sẽ giết nàng. Nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ tay chủ tử đang nắm chặt. Vài canh giờ trước, bên tai nàng vẫn còn vang vọng lời của hắn, tạo nên giấc mộng đẹp. A à ninh cúi đầu, nước mắt tuôn trào mãnh liệt. Xích hổ không đành lòng, thấp giọng nói. A à ninh, hãy nghe lời chủ tử, giải cổ trùng cho quý nương tử. Xem như vì quốc chủ, chủ tử sẽ không làm khó ngươi quá nhiều ánh mắt lạnh lùng của thịnh phong trạch lướt qua mặt hắn xích hổ trong lòng lạnh toát không nói thêm lời nào là ta sẽ giải cổ độc cho quý anh anh a ninh run giọng đáp bước tới trước giường nàng rút ra tiểu đao quay lưng về phía mọi người a ninh nhìn chằm chằm khuôn mặt đang mù của quý anh anh suy nghĩ về việc bật khóc nàng thật sự muốn một đao cắt nát khuôn mặt này nàng nhắm mắt lại đầu món tay lướt qua lưỡi đao một dòng máu đỏ tươi trào ra từ vết thương, nàng đưa món tay vào miệng quý anh anh. Thịnh Phong Trạch giải thích. Bình thường cổ trùng được tứ chủ nuôi lớn từ nhỏ, lấy máu để nuôi. Người thấy máu tươi của tứ chủ, cổ trùng sẽ tự động chui ra. Sau một thời gian ngắn, sắc mặt A Ninh đột nhiên tái nhợt, dùng tay mở miệng quý anh anh, nhanh chóng rút món tay lại. Một con rết dài gần tấc, toàn thân đỏ bừng, cắn món tay nàng và bị kéo ra a à ninh lấy ra một hộp ngọc từ trong ngực gõ nhẹ vào cạnh hộp con rết rơi vào trong hộp ngọc nàng nâng hộp ngọc lên cho hai người xem cổ trùng đã được kéo ra nàng ngủ một giấc sẽ không sao nghĩ đến việc con rết sống chui vào cơ thể quý anh anh dương tĩnh uyên cảm thấy nổi da gà hắn chộp lấy hộp quăng xuống đất rồi dùng chân nghiền nát con rết ngươi làm gì vậy a à ninh đau lòng kêu lên ta không phải trả lại cho ngươi chỉ vì nể mặt Bạch Vương Điện Hà. Dương Tĩnh Uyên không khách khí nói. Nếu nàng tỉnh lại có chuyện gì, ngươi đừng mong rời khỏi Ích Châu Thành mà còn sống. Nàng đã nuôi cổ độc này nhiều năm, A à Ninh căm giận cắn môi. Thịnh Phong Trạch lạnh lùng nói. Có thật là không sao hay không, còn cần đợi nàng tỉnh lại. Xích hổ, trước tiên giam A à Ninh lại. A à Ninh cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo xích hổ rời khỏi phòng. Thịnh Phong Trạch nói với Dương Tĩnh Uyên đợi nàng tỉnh, xác nhận không có vấn đề gì thì hãy cho nàng trở về. Ta sẽ dặn người đưa tin cho quý gia, sẽ không để người nhà nàng lo lắng. chuyện này xảy ra vì ta, là lỗi của ta. nếu ngươi không yên tâm, có thể ở đây chăm sóc nàng. không để Dương Tĩnh Uyên có cơ hội từ chối, Thịnh Phong Trạch liền xoay người rời đi. trong phòng chỉ còn lại Dương Tĩnh Uyên và Quý Anh Anh. Dương Tĩnh Uyên ngồi cạnh giường, nhìn nàng chăm chú biết chắc ngoài phòng không có ai, hắn không thể kiềm chế được, một tay nắm lấy gỏ má quý anh anh. Triệu tu duyên thì thôi, hắn nhìn chúng tài nghệ của ngươi. Chu nhị lang cũng tạm, dù sao cũng là thanh mai trúc má cùng nhau lớn lên. Ngươi nhìn ngươi mà xem, chỉ với khuôn mặt ngây ngô này mà cũng khiến bạch vương của Nam Chiếu vừa gặp đã yêu. Đừng trêu chọc ta nữa. Khuôn mặt nàng bị hắn bóp méo, nhìn đáng yêu vô cùng. Dương tĩnh uyên không thể không thở dài nói ngươi đó, ngu xuẩn muốn chết, nếu đêm nay ta không đến, trời mới biết thịnh phong trạch đến để giết ngươi diệt khẩu hay thật sự muốn cứu ngươi. Nhiều nghi vấn từ từ nổi lên trong lòng hắn. Thịnh phong Trạch luôn cho ta một cảm giác kỳ lạ. Dương tĩnh uyên nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nhớ lại những chuyện lúc nhỏ, bật cười. Trong phòng, đèn vẫn không tắt. Bóng dáng của Dương Tĩnh Uyên luôn hiện lên trên cửa sổ. Xích hổ nghe thủ hạ bẩm báo, tiếp tục theo dõi. Hắn theo hành lang ngoằn ngoèo đi vào phòng của Thịnh Phong Trạch. Dưới ánh đèn mờ, Thịnh Phong Trạch một tay chống cằm, ngón tay theo thói quen gõ vào bàn trà. Xích Hồ biết rõ, chủ tử đang suy nghĩ về một vấn đề. Có liên quan đến cách xử trí an ninh chăng? Xích Hồ quỳ một gối xuống. Chủ tử là lỗi của Xích Hồ. Hiểu lầm ý chủ tử, nghĩ rằng, nghĩ rằng ngài muốn nạp nàng. Thịnh Phong Trạch ngừng lại trong mắt hắn lóe lên cơn rông, kìm nén lâu ngày, bị câu nói của xích hồ chạm tới, thịnh phong trạch bất ngờ bộc phát. Cho nên nàng có thể theo dõi bản vương, tự tiện quyết định hạ độc quý anh anh. Chủ tử, xích hồ hít sâu một hơi nói. An ninh từ 10 tuổi đã được chọn vào hoàng cung bạch nhai, trong lòng đã ái mộ chủ tử. Nàng cũng chỉ là nhất thời hồ đồ, xin chủ tử nhẹ tay xử lý. Nếu không nhớ tình bạn cũ, ta đã sớm giết nàng mọi thứ đều nằm trong tay ta. A Ninh càng muốn hạ cổ độc đặc biệt của Nam Chiếu lên quý anh anh. Người Nam Chiếu tính tình thẳng thắn chiếm đa số, xích Hồ cũng không ngoại lệ. Hắn cứng đầu nhìn Thịnh Phong Trạch nói: Chủ tử đã từng bại lộ ý đồ trước mặt quý gia nhân. A Ninh muốn giết cả quý gia cũng là suy nghĩ thay chủ tử. Tại sao chủ tử nhất định phải cứu quý anh anh? Chủ tử thích nàng đúng không? Thịnh Phong Trạch vỗ một trường lên án kỳ. Làm càn hắn hít sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Giữ lại tính mạng nàng, là vì nàng còn hữu dụng. Bản vương sẽ vì một nữ nhân mà không để ý đến đại cuộc sao? Xích hồ hồ thẹn cúi đầu. Thịnh phong trạch nhẹ nhàng hỏi. Dương tĩnh uyên còn trong phòng không? Xích hồ thấp giọng trả lời. Trong phòng vẫn còn sáng đèn. Thuộc hạ đã cho người theo dõi, bóng dáng của hắn liên tục hiện lên trên cửa sổ. Ôn nhu hương là mồ chôn anh hùng. Nếu không giữ hắn ở trong sân, Bản Vương cũng không yên tâm. Truyền lệnh xuống, tất cả mọi người thận trọng từ lời nói đến việc làm. Dương Tĩnh Uyên sẽ theo dõi chúng ta, quan viên đại đường cũng sẽ theo dõi chúng ta. Thịnh Phong Trạch nói nhẹ nhàng. Trên đường về, Bản Vương phát hiện Dương Tĩnh Uyên đã nghi ngờ, mất cơ hội ra tay. Con ngựa của hắn thật bắt mắt, hiện tại không thể động đến Dương Tĩnh Uyên và quý anh anh nữa. Làm gì nhiều cũng sai, ngày mai nếu Dương Tĩnh Uyên muốn dẫn quý anh anh đi hãy trực tiếp đưa họ rời đi. Không cần chào từ biệt bản vương. Xích hồ do dự nói. Chủ tử nói Dương Tĩnh Uyên đã nghi ngờ, có thể hắn đã phát giác được ý đồ của chúng ta không? Sứ đoàn mang theo cống phẩm đang trên đường đến Trường An. Ai sẽ tin rằng Nam Chiếu đang chuẩn bị khởi binh tấn công Ích Châu? Bản vương sẽ thừa nhận thích quý anh anh. Dương Tĩnh Uyên, chỉ là một thiếu niên tranh giành tình nhân mà thôi. Thịnh Phong Trạch lạnh lùng nói sáng mai sẽ đưa an ninh trở về Nam Chiếu. Nói với nàng rằng, bên cạnh bản vương không cần những người tự tiện chủ trương. Là, thuộc hạ sẽ đi ngay nói với nàng, chủ tử hãy nghỉ ngơi sớm. Xích hồ lui ra ngoài, khép cửa phòng, dặn dò tủ vệ ngoài cửa chú ý cảnh giác, xích hồ liếc nhìn xung quanh, rồi đi tới hậu viện. Dương tĩnh uyên ngồi trên nóc nhà ở góc tối, hung hăng bấm vào đùi, đau đớn khiến hắn nhe răng trợn mắt những gì hắn vừa nghe được thật không phải là hắn đang nằm mơ hắn cẩn thận rời đi lẻn vào nhà từ cửa sau trước giường chiếc ghế lưng cao được phủ áo bào của hắn ngụy trang thành bóng dáng để lừa gạt thị vệ nam chiếu đây là chiêu hắn thường dùng khi lẻn ra ngoài phủ hắn đứng dựa vào góc tường nhìn xa xa quý anh anh vẫn đang ngủ lẩm bẩm hắn đã từng bại lộ ý đồ trước mặt quý gia nhân chẳng lẽ những khoản nợ nần của quý gia đều do thịnh phong trạch rời trò quỷ? Nhà đầu ngốc, người biết rõ hay không biết rõ? Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 138. Quý anh anh ngủ một mạch đến sáng mà không mộng mị. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng làm nàng chói mắt, nàng giơ tay che mắt và hỏi. Tương Nhi, bây giờ là giờ gì? Giờ thìn Dương Tĩnh Uyên nghe giọng nàng bình thường thì thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại vừa giận nàng vô tâm vô tư nàng có phải đang nằm mơ không sao lại nghe thấy giọng của dương tĩnh uyên quý anh anh nheo mắt nhìn qua tay mình thấy rõ mặt dương tĩnh uyên nàng sợ đến choáng váng ta đang nằm mơ sao nàng vội lăn xuống giường bò dậy và đưa tay sờ vào mặt hắn dương tĩnh uyên nắm tay nàng kéo mạnh khiến quý anh anh ngã vào lòng hắn hắn cúi xuống nhìn nàng Ngươi muốn ta mang nước rửa mặt đến cho ngươi sao? Quý anh anh mở to mắt, cọ mạnh mặt vào người hắn, tay đặt trên ngực hắn. Tim nàng đập thình thịch, đúng là hắn. Nàng đẩy mạnh hắn ra, quay đầu nhìn xung quanh. Phòng này hoàn toàn xa lạ. Nàng cúi đầu nhìn mình, vẫn còn mặc áo ngủ màu lam và quần phấn hồng từ tối qua. Không cảm thấy có gì khác lạ trên cơ thể, nàng mạnh dạn chỉ vào mũi Dương Tĩnh Nguyên và nói. Ngươi dám leo cửa sổ vào phòng ta bắt ta đến đây, Ngươi không thấy xấu hổ sao? Nghe giọng ngươi đầy sức sống, xem ra không sao." Dương Tĩnh Uyên đứng lên, duỗi lưng một cái. "Ta sẽ gọi người mang nước rửa mặt cho ngươi và tìm thêm quần áo cho ngươi." Nhìn bóng lưng hắn đẩy cửa ra ngoài, Quý Anh Anh sững sờ một lúc lâu rồi kêu lên. "Này, đây là chỗ nào?" Dương Tĩnh Uyên làm như không nghe thấy, mạnh mẽ đóng cửa lại. Tiếng cửa đập mạnh làm Quý Anh Anh giật mình, nàng bực bội thầm nghĩ người này sao có thể như vậy chỉ cãi nhau vài câu mà nửa đêm bắt người đi nếu mẹ và anh biết thì làm sao đây nàng tức giận đấm vài cái vào giường nếu mẹ và anh hỏi chẳng lẽ nàng phải nói rằng dương tĩnh uyên đã quen việc leo tường vào phòng nàng nàng ôm mặt trong tay một bộ quần áo bị ném lên đầu nàng quý anh anh nghe thấy giọng nói lười biếng của dương tĩnh uyên thay quần áo xong rửa mặt sạch sẽ rồi báo cho ta Nàng kéo quần áo từ trên đầu xuống, cửa lại bị đóng sầm lại. Trên kệ rửa mặt có một chậu đồng đựng nước nóng, trên kệ treo một chiếc khăn vải màu trắng, bên cạnh có hai chén ngọc lưu ly li và một chiếc bàn chải đánh răng bằng xương. Quý anh anh mặc quần áo, ngồi xuống giường, từ trong chén nhấc lên một viên đậu nâu và ngửi. Đậu tắm sạch sẽ mặt, còn dùng chén ngọc lưu ly li đựng. Đây là Dương gia sao? Hắn dám dẫn ta về Dương gia? quý anh anh như bị xét đánh nàng chưa xuất giá sao có thể ở dương ra dương tam lang thật là quý anh anh vén tay áo đánh răng mà không cần đậu tắm dùng khăn lau sạch mặt và tay nàng tháo búi tóc nhanh chóng thắt lại một búi tóc gọn gàng nhìn vào gương và lẩm bẩm dương tĩnh uyên người chắc chắn sẽ chết nàng nhanh chóng đi tới cửa vừa mở cửa ra thì dương tĩnh uyên bước vào quý anh anh bất ngờ đụng phải hắn mũi đau điếng nước mắt trào ra. Nàng bịt mũi và mắng. Người sao có thể bắt ta đến đây? Dương Tĩnh Uyên bịt miệng nàng, nhanh chóng nói. Thứ nhất, ta không bắt người. Thứ hai, đây không phải là Dương Gia. Thứ ba, đây chắc chắn không phải là Dương Gia. Nhưng người yên tâm, ta sẽ đưa kiệu lớn đến giữa người vào cửa. Nói xong, hắn buông tay, nhìn nàng từ trên xuống dưới. Thấy nàng ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc gọn gàng, hắn nắm tay nàng dẫn ra ngoài gặp gì cũng đừng la hét ra ngoài rồi nói quý anh anh bị hắn chặn lời nàng chu môi lườm hắn một cái không phải hắn thì là ai không phải dương gia nơi nào xa xỉ như vậy dùng chậu đồng rửa mặt và chén ngọc lưu ly li đựng đậu tắm bầu trời quang đãng ánh nắng mùa đông rực rỡ chiếu vào quý anh anh đứng dưới mái hiên híp mắt lại và quay đầu thấy trước cửa phòng là một nam tử y mặc áo bào rộng màu đen thiêu hoa Tóc đen buộc gọn bằng một sợi dây. Làn da hắn mịn màng, mắt sâu như sao. Nàng thở gấp và nắm chặt tay Dương Tĩnh Nguyên. Trời ạ, sao nàng lại thấy Thịnh Lang Quân ở đây? Cảm nhận được sức mạnh trên tay, Dương Tĩnh Nguyên cúi đầu nhìn nàng với nụ cười nhạt. Sao vậy? Sao vậy? Chẳng lẽ đây là khách sạn trùng hợp ở cùng Thịnh Lang Quân? Khách sạn nào lại dùng chậu đồng rửa mặt và chén ngọc lưu ly? Quý anh anh cười khan không có gì, chỉ là sao ta lại ở trong khách sạn. Khách sạn, Dương Tĩnh Uyên nheo mắt nhìn Quý Anh Anh, hận không thể tát cho nàng tình. Ha ha, sao ngươi biết đây là khách sạn? À, ngươi thấy người khác ở trong sân này đúng không? Ừ, à, ha ha. Quý Anh Anh gật đầu lúng túng, bị Dương Tĩnh Uyên kéo đi, nàng không kìm được phải đi theo. Nhìn lại hướng đi, nàng nhận ra đây là hướng về thịnh lang quân. Nàng lo lắng, cố gắng dẫy ra. Ngươi dẫn ta đi đâu? Ngươi còn chưa nói cho ta biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Dương tĩnh uyên nghiêm mặt nói. Tối qua chúng ta được chủ nhân nơi này chứa chấp, giờ phải đi cảm ơn chủ nhân, rồi ta sẽ đưa ngươi về nhà. Cái gì mà chứa chấp? Được thịnh lang quân chứa chấp, sao nàng không nhớ chút nào? Quý anh anh cố nhớ lại, chỉ nhớ tắm rửa xong rồi ngủ, tường nhi giúp nàng làm tóc. Khi nàng còn đang lơ mơ, Dương Tĩnh Uyên đã đưa nàng đến trước mặt Thịnh Lang Quân. Hắn đẩy nhẹ Quý Anh Anh, thấy nàng không dám nhìn Thịnh Phong Trạch, ánh mắt bay loạn. Thịnh Phong Trạch thì nhìn nàng không rời mắt, như dính chặt vào. Dương Tĩnh Uyên cười. Nàng sớm nay tỉnh lại hoạt bát lắm, nhảy nhót như con tôm tươi. Nếu có chuyện, ta sẽ đến tìm Bạch Vương Điện Hà. Nhảy nhót như con tôm tươi, có chuyện gì mà vô sự? quý anh anh định trừng dương tĩnh uyên thì đột nhiên nghĩ đến bốn chữ bạch vương điện hạ vô thức kêu lên bạch vương điện hạ dương tĩnh uyên tốt bụng giới thiệu đây là nam chiếu vương đệ bạch vương điện hạ ngươi biết không a à, nàng nên nói biết hay không biết quý anh anh cẩn thận nhìn thịnh phong trạch và các thị vệ mặt đen đứng sau lưng hắn vẻ mặt như tiểu thê tử quý anh anh nhìn dương tĩnh uyên tức giận sao ngươi không nói gì Thịnh Phong Trạch đột nhiên lên tiếng. Là bản vương đã khiến quý nương tử sợ hãi. Bản vương ngưỡng mộ sự phồn thịnh của đại đường, từng theo đoàn thương nhân đến ích châu du ngoạn. Để tiện, bản vương mới che giấu thân phận. Ta tên Thịnh Phong Trạch, ta nói họ thịnh, không lừa ngươi. Rồi hắn giải thích với Dương Tĩnh Uyên. Vậy nên, nàng nhận ra bản vương cũng được, không nhận ra cũng được. Hừ, ta đâu cần ngươi giải thích. Dương Tĩnh Uyên ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười gật đầu. À, thì ra là vậy. Nam Chiếu Quốc, hóa ra hắn là Nam Chiếu Quốc Vương. Nam Chiếu Vương, quý anh anh nhìn chằm chằm thịnh phong trạch. Nam Chiếu Quốc thu thập bí truyền của người ích châu phủ chức cầm. Nam Chiếu Quốc muốn học trộm bí truyền của thợ thủ công đại đường. Nam Chiếu, hắn là vì Nam Chiếu. Lời của thịnh phong trạch trước kia như tiếng sấm, vang vọng mãi. Chương 139 Một ống tay áo chắn trước mặt quý anh anh. Dương Tĩnh Uyên tức giận vung tay nói. Ngươi bị ngốc rồi, không ngờ lại bất ngờ gặp được Bạch Vương Điện Hạ anh Tuấn Tiêu Sái đúng không? Một mùi vị chua chát. Quý anh anh lẩm bẩm, rồi rời ánh mắt đi. Nàng khinh thường nghĩ, ai lại nhìn Thịnh Phong Trạch có anh Tuấn hay không chứ? Hắn là kẻ thù, không phải tình nhân. Dương Tĩnh Uyên tai rất thính, nghe rõ ràng lời lẩm bẩm của nàng. Hắn đến gần Quý anh anh. Nghiêm đầu nhìn quanh để thịnh phong trạch không thấy mình. Rồi thì thầm nói Ngươi bị mù à, hắn có đẹp bằng ta không? Quý anh anh giờ khóc giờ cười Ánh mắt chuyển rồi lớn tiếng nói Ta đã sớm cảm thấy thịnh Vương gia quý khí bốn bề Chắc chắn không phải người tầm thường Hóa ra là nam chiếu vương Quý anh anh từ trước mắt mờ Nếu có mạo phạm, xin điện hạ thứ lỗi Quý gia chắc chắn là phần mộ tổ tiên phát khói xanh Mới có được sự yêu ái của điện hạ Ngài là thần tiên trên trời còn quý gia chỉ là con kiến hôi ngài nâng cao quý chân dùng đại đao chém kiến thì không thú vị đúng không bộ dạng mặt mày hớn hở của nàng rơi vào mắt dương tĩnh uyên tràn đầy sự nịnh nọt và ngưỡng mộ thịnh phong trạch còn những lời nói tiếp theo của quý anh anh dương tĩnh uyên tự động bỏ qua nhưng thịnh phong trạch lại thấy trong đôi mắt đen của quý anh anh sự khinh miệt và địch ý hắn vốn không có ý định gặp nàng tối hôm qua hắn đã dặn xích hổ và dương tĩnh uyên mang nàng rời đi không cần đến chào từ biệt nhưng dương tĩnh uyên vẫn kiên quyết muốn đến chào có lẽ là để xem phản ứng của quý anh anh tình yêu đầu tiên của chàng trai trẻ đó hắn miễn cưỡng đồng ý khi thấy hai người dắt tay đứng trước mặt hắn không tự chủ nhớ lại đêm đó chứng kiến triệu tu duyên và quý anh anh khi ở cùng triệu tu duyên nàng tính nóng như lửa điển hình vì yêu thành hận lúc này trước mặt dương tĩnh uyên lại trở nên không tự nhiên như đứa trẻ đôi mắt linh hoạt của nàng sinh động biểu đạt cảm xúc chỉ thiếu chút nữa là không giả vờ làm mặt quái và le lưỡi trước dương tĩnh uyên giống như hắn nuôi một con sư tử nhỏ nhưng con sư tử ấy lại quyên rũ và mời gọi sự yêu thương của người khác cảm giác bị xem nhẹ thực sự có chút mất mát thịnh phong trạch ung dung hắn không phải là thần tiên tự nhiên sẽ có thất tình lục dục chỉ là, hắn biết cách khống chế mà thôi. Ít nhất, hắn đối với quý anh anh vẫn chưa có tình cảm bắt buộc. Hắn mỉm cười nói. Nghe nói quý phu nhân bệnh lâu chưa lành, liên tục phải nằm liệt giường. Hôm nào, bản vương nhất định sẽ đến thăm. Bệnh của mẹ ta sớm đã tốt hơn, chỉ là thân thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Thịnh phong trạch liếc nhìn với ánh mắt sâu xa, khiến quý anh anh đột nhiên dùng mình. Nói chuyện với người thông minh thật đơn giản. Thịnh Phong Trạch hài lòng nở nụ cười. Gọi người vào. Vài tên thị vệ mang lễ vật đến. Thịnh Phong Trạch nói. Chuyện tối hôm qua, mong Dương Lang Quân thay mặt bản vương giải thích với quý nương tử. Những lễ vật này đều là đặc sản nam chiếu, tặng cho quý nương tử để an ủi. Xin hãy nhận lấy. Tối hôm qua, là chuyện đưa nàng đến đây sao? Thịnh Lang Quân, không, là nam chiếu Bạch Vương đã bắt mình từ nhà đi trong đầu quý anh anh chợt lóe lên bốn chữ giết người diệt khẩu, lại dùng mình. Người sao vậy? Có phải thân thể vẫn chưa khỏe không? Dương Tĩnh Uyên nhận ra, có chút hối hận vì đã dành cho nàng niềm vui bất ngờ từ sớm. Lại lo lắng là cổ độc chưa được giải. Ta không sao, mẫu thân và ca ca sẽ lo lắng cho ta. Ta muốn về nhà. Thịnh Phong Trạch sẽ không cố ý nhắc tới mẫu thân. Quý anh anh nhớ nhà như một mũi tên. Đột nhiên biến mất khỏi nhà, quý phu nhân chắc chắn lo lắng. Dương Tĩnh Uyên lịch sự cáo từ Thịnh Phong Trạch, "Ta sẽ đưa nàng về nhà trước, những lễ vật này ta sẽ dặn người đến lấy, cảm ơn vương gia." "Người ngốc nhiều tiền, không cần phải lãng phí." Dương Tĩnh Uyên trực tiếp quyết định thay quý anh anh, kéo nàng ra khỏi dịch quán. Khi bước ra cửa chính của dịch quán, Dương Tĩnh Uyên dẫn ngựa tới ngay lập tức. Lúc mặt trời mọc, trên đường người đi lại tấp nập, Quý anh anh có chút ngượng ngùng khi cùng hắn cưỡi chung một ngựa. Ngươi nói, hai ta gặp nhiều chuyện trước khi thành thân, có phải điểm xấu không? Dương Tĩnh Uyên chỉ nàng bằng ngón tay. Quý anh anh, ngươi cũng biết cách nói quanh co sao? Đợi đã. Quý anh anh hé miệng cười, rồi chỉ vào cửa hàng bên cạnh. Dương Tĩnh Uyên hừ một tiếng, bước tới mua một chiếc mũ che mặt rồi đội lên đầu nàng. Như vậy có được không? Cám ơn. Quý anh anh đạp chân lên ngựa mượn ngựa của ngươi dùng một chút, ngựa ngoan, đi nào. Nói là đi, nhưng không rồi ngựa rời đi, nhìn Dương Tĩnh Uyên chừng mắt tức giận mà phì cười. Biết rõ bị nàng trêu chọc, Dương Tĩnh Uyên phẫn nổ nhảy lên lưng ngựa, lấy dây cương từ tay nàng, thúc ngựa ra khỏi thành. Ngươi vẫn chưa nói cho ta biết, tại sao tối qua lại lừa ta rằng không biết thịnh phong trạch. Ngươi cũng chưa nói cho ta biết tối qua đã xảy ra chuyện gì. Về nhà rồi khi khác nói, ta nhớ mẹ. Quý anh anh nhớ tới lời nói và ánh mắt của thịnh phong trạch, trong lòng thấp thỏm bất an. Nhớ lại những gì nghe được tối qua, Dương Tĩnh Nguyên cũng không biết phải làm sao. Chỉ biết Nam Chiếu sắp phát binh, đó là quốc gia đại sự. Người nhỏ, lời nhẹ, hắn không có chứng cứ, đưa quý anh anh về nhà trước, rồi nói cho phụ thân để bàn cách đối phó. Cả hai đều có tâm sự riêng, suốt đường không nói gì. Trở lại quý gia, đã gần đến buổi trưa quý anh anh xuống ngựa thấy dương tĩnh uyên vẫn còn ngồi trên lưng ngựa không nhịn được nói dùng cơm xong rồi hãy về thành dương tĩnh uyên lắc đầu ta cả đêm không ngủ về nhà ngủ bù tóm lại tối qua kinh qua hiểm nguy ngươi không cần suy nghĩ nhiều hôm nào rảnh ta sẽ nói cho ngươi biết về đi thôi tối qua là hắn thức trắng đêm để canh chừng mình quý anh anh nhấc mũ che mặt lên nhìn chằm chằm vào mặt hắn ngươi cả đêm không ngủ sao? Sao ngươi có thể cả đêm không ngủ mà vẫn tuấn tú như vậy? Còn có thiên lý không? Hờ! Nói xong, nàng nhanh chóng nhấc váy chạy vào cửa nhà. Dương tĩnh uyên không nhịn được sờ sờ mặt mình, đột nhiên nhận ra quý anh anh đang khen mình, thấp giọng cười mắng. Có khen người như vậy không? Trên mặt hắn không thể giấu nổi nụ cười, bóng ma trong lòng bị ánh mặt trời dạng dỡ làm tan biến. Nghe tiếng chân ngựa đi xa, Quý anh anh lặng lẽ thò đầu ra từ sau cửa. Trong ngõ hẻm đã không còn bóng dáng Dương Tĩnh Uyên, nàng dựa vào cửa, nhếch mép. Hắn dù có tuấn tú, cũng không phải người tốt, có thể so được với ngươi sao? Quỷ hẹp hỏi. Nàng xoay người vào trong sân. Anh anh, ngươi không sao chứ? Quý Diệu Đình đứng ở hành lang thấy nàng, liền chạy tới. Bị ca ca nắm vai xoay trái xoay phải kiểm tra, quý anh anh sốt ruột giải thích. Ca ca, ta không sao, tối qua là Thịnh Lang quân, ca ca biết rồi." Quý Diệu Đình cắt lời nàng, thấy nàng vẫn ổn mà đứng ngay trước mắt, mới yên tâm. Hắn nhìn vào trong phòng, kéo tay Quý Anh anh nói: "Về phòng ngươi nói chuyện, ca, nương có phải rất lo lắng cho ta không? Ta đi gặp nương trước rồi sẽ nói chuyện với ngươi." Ca ca nhận được thư từ Thịnh Lang quân, ta không muốn để chị dâu ngươi lo lắng." Quý Diệu Đình nói, kéo muội muội vào sân nhỏ. Chương 140 Giữ miệng như bình, mẹ con không sao cả. Trong thư chỉ có 8 chữ, không có đầu đề. Thịnh phong trạch luôn thận trọng, sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào. Những lời đơn giản này chỉ có ba mẹ con quý gia tộc hiểu được ý nghĩa. Quý diệu đình buồn bã nói. Lúc hừng đông, Lăng Nhi và Tư Nhi phát hiện ngươi không có trong phòng. Lý ma ma hầu hạ mẫu thân dậy, nhưng không thể nào đánh thức được bà và ta nhận được bức thư này. Anh không thể làm được gì, cũng không muốn nói cho tẩu tẩu biết, sợ nàng lo lắng. Chỉ nói mẫu thân bệnh nặng, người sáng sớm vào thành mời thầy thuốc đi. Mẫu thân quả nhiên có chuyện, quý anh anh chớp mắt nhớ lại ánh mắt sâu xa của thịnh phong trạch, nàng đứng dậy. Ta sẽ tìm hắn đòi thuốc cứu mẫu thân, người biết thịnh lang quân ở đâu không? Quý diệu đình giật mình nhìn em gái. Hắn không thể tưởng tượng thịnh lang quân cẩn thận như vậy, có thể để em gái tìm ra chỗ ở của hắn. Quý anh anh cười lạnh nói. Thịnh lang quân gì chứ? Hắn là em trai của Nam Chiếu Vương, được phong làm Bạch Vương. Tên thật là Thịnh Phong Trạch, hắn cùng đoàn sứ Nam Chiếu ở trong dịch quán của thành. Người Nam Man đến đại đường khoe khoang, hắn sợ chúng ta tiết lộ chuyện của hắn, ta không thể uy hiếp lại hắn sao? Anh anh, người ngốc rồi sao? Hắn có thể lặng lẽ hạ thuốc mẫu thân, mà người đi người uy hiếp hắn hắn có thể giết chúng ta đấy quý diệu đình nói liền giật mình nếu hắn không muốn chúng ta tiết lộ chuyện của hắn rõ ràng hắn có thể giết chúng ta hắn làm vậy để làm gì nếu hắn muốn bí truyền của nhà ta tại sao không dùng tính mạng của mẫu thân uy hiếp chúng ta vì mẫu thân ta tuyệt đối sẽ giao bí truyền ai biết trong lòng hắn nghĩ gì quý anh anh buồn bã nói ca xem ra hắn không muốn giết chúng ta chỉ là nhắc nhở chúng ta không nói lung tung không biết khi nào hắn sẽ đưa giải dược để mẫu thân tỉnh lại ta không đi tìm hắn ta đi xem mẹ một chút bà quý thực sự như đang ngủ mang theo nụ cười nhẹ như đang trong một giấc mộng đẹp nhìn thấy quý anh anh trương tứ nương đứng dậy lo lắng hỏi người y cố lão tiên sinh không dễ mời đúng không đây là anh trai nói dối với chị dâu che giấu việc mình tối qua không ở nhà quý anh anh ấp úng ta không gặp tiên sinh chắc là ông đã ra ngoài rồi thịnh phong trạch đã ra tay sẽ không dễ dàng được người cứu trương tứ nương vội nói mẫu thân hôn mê bất tỉnh thế này không phải là cách hay là ta về nhà mẹ đẻ nhờ cha ta mời người trong thành thẩm tra theo cố lão tiên sinh không không cần quý anh anh biết anh trai nói dối để không làm chị dâu lo lắng thấy trương tứ nương hết lòng lo lắng cho mẫu thân Nàng thật sự cảm động. Trong lúc cấp bách nàng nói: "Trước đây Cố lão tiên sinh là do Dương đại phu nhân mời đến để xem bệnh cho mẫu thân. Việc này nhờ Dương đại phu nhân là thích hợp hơn." Trương Tứ Nương lập tức quyết định, "Muội nói có lý, nhưng người còn vài tháng nữa phải gả vào Dương gia, không tiện ra mặt. Ngày mai để ta đi bái phòng Dương đại phu nhân." Ngô Mama sai người gấp gửi thiệp đến Dương gia, đòi một câu trả lời. Xem Dương đại phu nhân ngày mai có tiện không? Tẩu tẩu, quý anh anh thật sự không biết làm sao ngăn cản Trương tứ nương. Trương tứ nương nhìn, lại cho rằng quý anh anh thẹn thùng. Nàng dịu dàng nắm tay quý anh anh nói, hai nhà đã kết thân, coi như cùng nhau chăm sóc. Quý gia dù thấp hèn, cũng là thông gia của Dương gia. Vì bệnh của mẫu thân, cúi đầu cầu xin Dương đại phu nhân, nàng sẽ không từ chối đối mặt với lòng hiếu thảo tràn đầy của Trương Tứ Nương, quý anh anh không biết nói gì. Nàng xoay người tìm quý diệu đình. Quý diệu đình cũng rất ủng hộ. Cố lão tiên sinh là ngự y, biết đâu có thể cứu tỉnh mẫu thân. Thật sao, quý anh anh không phải không tin y thuật của cố lão tiên sinh. Nàng là tin tưởng vào thủ đoạn của thịnh phong trạch. Ca, người không nghĩ sao? Thịnh phong trạch có thể hạ thủ với mẫu thân, hắn có thể cứu tỉnh mẫu thân và cũng có thể hạ thủ bất cứ lúc nào nhà chúng ta có thể giữ cố lão tiên sinh ở nhà mãi sao cởi chuông phải cần người buộc chuông chỉ có cách tìm thịnh phong trạch quý diệu đình phản đối ngươi không thể đi uy hiếp hắn nếu chọc giận hắn thì sao quý anh anh lại nghĩ đến lời thịnh phong trạch đã nói không ca ca chúng ta không cần đi tìm hắn hắn đã nói sẽ đến nhà bái phòng thăm mẫu thân Chúng ta chỉ cần đợi hắn đến. Quý gia lo lắng chờ đợi hai ngày, cuối cùng thịnh phong trạch đã đến. Tấm thảm đỏ thẫm trải dài từ cổng trào triệu gia đến mõ cây hòe trước cửa lớn triệu gia. Sáng sớm, bên trong chính dẫn người gõ chiêng thông báo. Vương gia Nam Chiếu tự mình đến Tam Đảo, chọn mua chức cầm của triệu gia để mang về Nam Chiếu làm lễ vật hiến tặng quốc chủ. Người dân thích náo nhiệt và điều mới lạ rồi rít ra khỏi nhà, vây quanh cổng chào triệu gia chật như nêm cối. Hắn muốn đi triệu gia chọn mua trước cẩm, hắn định làm gì? Quý anh anh vô thức tỏ vẻ không tin. Nàng khẽ giọng nói. Có phải hắn lại nhìn chúng đan pháp tổ truyền của triệu gia không? Triệu gia chắc là gặp xui xẻo, khua chiêng gõ trống đón cái ôn thần vào nhà. Quý diệu đình không quan tâm thịnh phong trạch có tính kế triệu gia hay không, hắn sốt ruột nói. Hắn sẽ đến nhà chúng ta cho mẫu thân uống thuốc sao? mẫu thân nằm hai ngày, chỉ có thể uống chút nước, làm sao chịu đựng được. Quý anh anh lại bình tĩnh. Ít cho thành có nhiều nơi bán gấm tứ xuyên. Cần gì nhất định phải đến chiều ra chọn mua. Ta nghĩ, hắn tìm cớ đến nhà chúng ta thôi. Chờ hắn đến thôi. Thịnh Phong Trạch xuất hành với danh phận Quang Minh, việc liên quan đến bang giao hai nước, ngoài thị vệ của hắn, Đại Đô Đốc Phủ còn phái 300 binh lính hộ tống. Muốn đến nhà chồng của con gái, như phó đô đốc muốn làm chỗ dựa cho con gái, dứt khoát tự mình đi cùng. Giờ thìn chưa đến, binh sĩ mặc áo giáp rõ ràng đứng năm bước một, làm sạch phố. Được nghênh đón một vị vương tộc mua gấm triệu gia là vinh dự của triệu gia. Triệu lão thái gia nghe người làm báo tin đội ngũ đến, dẫn ba con trai cùng các cháu, cùng với tộc lão triệu thị đón tại cổng chào. Quý anh anh không vội, khó tránh khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ nàng mang theo hai nha đầu chen lấn trong đám người xem náo nhiệt. Thịnh Phong Trạch ngồi trên cỗ xe ngựa sơn son có lọng che. Hắn mặc lại trang phục nam chiếu. Áo dài hai màu đen và xanh lam, quần rộng, chân đi ủng ra hưu mũi nhọn, bên hông đeo một thanh tiểu đao màu bạc khảm đủ loại bảo thạch. Trên đầu hắn quấn khăn đen, giữ khả một khối bảo thạch màu hồng, trông cực kỳ oai hùng. Khiến cho phụ nữ xung quanh không ngớt lời tán thưởng. Tường Nhi mắt không chớp, nắm tay quý anh anh nói không ngừng. Nương tử, nam chiếu vương gia thật anh tuấn, nấm độc đẹp mắt không, biết nó có độc không? Quý anh anh hư lạnh. Khi Thịnh Phong Trạch đứng dậy từ xe ngựa, ánh mắt hắn đảo qua đám người, sắc bén phát hiện quý anh anh cùng chủ tớ. Hắn cười với quý anh anh, nhận lại cái nhìn trợn mắt của nàng. Thịnh Phong Trạch thấy buồn cười. Hắn xuống xe ngựa, ghé tai nghiêu phó đô đốc nói nhỏ vài câu nghiêu phó đô đốc cười ha hả gật đầu đồng ý thịnh phong trạch xuống xe ngựa đi thẳng tới đám người người dân cúi đầu tránh đi không biết vương gia nam chiếu muốn làm gì nương tử hắn hắn đang đi về phía chúng ta tường nhì vừa nhát gan vừa hưng phấn run giọng nói giữa ban ngày ban mặt hắn có thể làm gì hắn dám làm gì quý anh anh đứng yên không tránh khi thịnh phong trạch đến trước mặt nàng nàng mới hoảng hốt thấp giọng hỏi ngươi làm gì thịnh phong trạch ra hiệu cho xích hổ đi theo xích hổ lấy ra một giải gấm ngũ sắc ánh mắt thịnh phong trạch lóe lên ánh sáng trò đùa đưa giải gấm về phía quý anh anh xinh đẹp tiểu nương tử có thể hay không đi dạo cùng bản vương oa quý nhị nương thật may mắn nếu nam chiếu vương ra mời ta ta chắc chắn sẽ té xỉu quý nhị nương đã đính hôn rồi người nam chiếu không hiểu lễ nghi sao có thể tùy ý mời tiểu nương tử đi dạo trên đường khách đến là khách người ta là vương gia mà tiếng nghị luận hỗn loạn rối rít vang lên như sóng chỉ có quý anh anh biết rõ thịnh phong trạch vô sỉ đến mức nào nàng ưỡn thẳng lưng cự tuyệt ta đã đính hôn bất tiện cùng vương gia đi dạo đa tả vương gia thịnh tình đã dự đoán nàng sẽ cự tuyệt. Thịnh Phong Trạch chỉ muốn trêu chọc nàng, hắn hạ giọng. Có muốn làm cho mẹ ngươi tỉnh lại không? Thật không biết xấu hổ, quý anh anh tức giận vô cùng. Nàng đảo mắt, dùng giọng mà người xung quanh có thể nghe thấy kêu lên. Thật là mắc cỡ chết người. Dùng tay che mặt quay người chạy. Sự thẹn thùng của nàng khiến mọi người cười vang. Thịnh Phong Trạch không muốn làm loạn, đưa giải gấm cho xích hổ, cười nói với Nghiêu Đô Đốc. Tiểu nương tử đại đường thật thú vị. Nhiều phó đô đốc cũng thấy thú vị, cười lớn nói. Da mặt của tiểu nương tử quá mỏng. Tối nay ta sẽ sắp xếp ca ký của cơ quan quản lý âm nhạc để giúp vui cho vương gia. Cảm ơn. Nói đùa xong, hai người đi về hướng cổng chào triệu gia. Khi nhiều Đô Đốc tự hào giới thiệu con rể triệu tu duyên cho Thịnh Phong Trạch, Thịnh Phong Trạch hài lòng nở nụ cười. Không ngờ đan gia cẩm vương Lâm Giang Tiên lại là một lang quân thanh nhã như vậy. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.